Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi trưa ngày 4 tây tháng 1 anh em của năm 2024 ha. Rồi buổi trưa nay em lên cho anh em tầm khoảng hai mươi mấy lô máy anh em, hai mươi mấy lô máy nha. Những cái lô máy nhỏ nhỏ xinh xinh nha anh em. Rồi máy bên em là máy chưa dọn nổ thì em sẽ bao cho anh em đầy đủ đồ, hơi lửa ngon lành ha. Hơi lửa ngon lành nha anh em. Về anh em mình tự dọn nha anh em. Máy bên em là chưa dọn nổ ha, bao cho anh em đầy đủ đồ. Rồi, em vô cái lô đầu tiên anh em. Lô đầu tiên là lô số 1. Lô số 1 này là lô Echo 260 nè. Echo 260 ba lô anh em. Một con thì là mặt giật trợ lực, một con thì giật thường anh em. Rồi hai cây này là 2 triệu 2 ha, 1 triệu 1 một cây. Echo 260 anh em, mặt giật trợ lực, một con giật thường, nồng 34 ly. Rồi tiếp theo là số 2. Số 2 là con này là con cơm 3400 anh em. Cơm này là cơm 33 ha, nồng 36 ly anh em. Bình xăng là bình xăng trên. Rồi con này là một số 2 là 1 triệu rưỡi anh em. Số 2 là 1 triệu rưỡi ha. Rồi cần của nó là cây cần câu anh em, cần câu ha. Rồi số 2 là 1 triệu 6. Ủa 1 triệu rưỡi. Số 3 là con Echo 311 anh em, nồng 36 ly. Rồi con số 3 này bán cho anh em là 650 ngàn ha. 650 ngàn nồng 36 ly anh em. Nồng 36 ly số 3. Còn số 4 là con Echo anh em. Echo này là Echo 3343 ha. Con này thì bán cho anh em là 1 triệu 1 anh em. Bán cái đầu ha, bán cái đầu là 1 triệu 1 anh em. Ủa cái này bán nguyên cây chứ. Con này bán cho anh em nguyên cây chứ. Nguyên cây 1 triệu 1 anh em, cái áo bể anh em. Áo bô, áo bể cho nên em bán giá rẻ ha. Bán giá rẻ cho anh em là 1 triệu 1 nguyên cây. Áo là không bù anh em, không bù áo. Hơi lửa thì bao cho anh em đầy đủ, hơi lửa ngon lành. Rồi con số 4 anh em, 1 triệu 1 nguyên cây. Echo 343 nồng 36 ly anh em, 36 ly. Đây 343 ha, nồng 36 ly, áo bể không bù. 1 2 3 4 5. Rồi con này là con số 5. Con số 5 là con này là con Echo anh em, Echo 315 ha, mặt giật của nó là mặt giật trợ lực anh em, nồng 36 ly. Rồi con này 1 triệu rưỡi anh em, 1 triệu rưỡi ha. Con số 5. Con số 5 này 1 triệu rưỡi. Nồng 36 ly anh em, cần lắp dây đồ đầy đủ hết luôn ha. Rồi tiếp theo là con số 6. Số 6 là cái cây máy Magu 26cc nha. Nồng 34 ly. Rồi số 6 này là nồng 34 ly anh em, 26 tum gầy màu đỏ. Số 6 1 triệu 3. Tay lái thì em lắp cho anh em tay lái dài luôn ha. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ anh em, bao đầy đủ luôn. Con số 6 1 triệu 3. Con số 7 là con Gubin NB31 anh em, NB31 ha. Rồi con số 7 này là 1 triệu 2 anh em, Gubin NB31 1 triệu 2. Nồng 36 ly, tay lái của nó là tay lái dài anh em, đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn. Con số 8 là con này là con TB20 thì con này là nó 750 ngàn anh em, tay lái của nó là tay lái tròn, đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn ha, đầy đủ luôn. TB20 anh em, 750 ngàn. Đây TB20 ha, 750 ngàn. Gubin NB31 anh em, con này 1 triệu 2 ha. Chế của nó là sẽ chế ga ngang luôn anh em, chế ga ngang luôn. Con này là Magu 26 chế hệ 2 kim luôn anh em. Rồi 1 triệu 3. Rồi tiếp theo là lô số 9 anh em. Lô số 9 là con này là con Gubin NB262. Số 9 là Gubin NB262 anh em, nồng 34 ly ha. Số 9 800 ngàn anh em, Gubin NB262. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ luôn, bao đầy đủ anh em. Số 9 800 ngàn, nồng 34 ly. Số 10 là hai con Nativo anh em. Nativo hàng Trung Quốc xuất Nhật nha. Rồi hai con này là cơm Matsu Nativo, 2 cây 1 triệu 3, 650 ngàn cây anh em. Cơm Matsu Nativo ha. Rồi nội bộ cần lắp da ca lát thôi là thấy 400 ngàn rồi anh em. Cần lắp tum gời là 400 ngàn rồi. Tay lái dài luôn anh em. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ luôn ha. Đầy đủ luôn. 2 cây 1 triệu 3, 650 ngàn cây anh em. Lô số 10. Lô số 11 là hai con Makita. Hai con Makita này thì phải nói là bao đẹp anh em, bao đẹp luôn. Makita này thì nó xài chế là chế ga ngang anh em, chế ga ngang ha. Rồi Makita 23, 2 cây 1 triệu 4. Tay lái của nó là tay lái dài luôn anh em. Đây, đầu bò chén kẹp thì đầy đủ luôn ha.
Rồi Makita 24 anh em. Ủa Makita 23, 2 cây 1,4 triệu. Lô số 12 là hai con Austin. Rồi hai con Austin này thì là Austin 26 anh em, 26cc ha, đồng 34 ly. Hai con này thì nó là tum nhôm anh em, tum nhôm nó bị chốc nước sơn ha. Thì về anh em mình chà ra mình sơn lại anh em. Còn cái áo của nó có lủng chỗ nền lỗ ha, lủng chỗ nền lỗ. Rồi bán giá xả giá rẻ cho anh em luôn là 800 ngàn cây anh em. 2 cây 1,6 triệu ha, Austin 26. Tum là tum gời luôn anh em, tum gời luôn ha. Tay lái của nó là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 12, 2 cây 1,6 triệu, 800 ngàn cây, Austin 26, đồng 34 ly. Rồi 800 ngàn cây anh em. Lô số 13 là hai con Kawasaki TD33 đồng 37 ly. Rồi hai cây này 2 triệu anh em, 1 triệu 1 cây. Kawasaki TD33 đồng 37 ly. Tay lái là tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ anh em, bao đầy đủ luôn ha. Rồi hơi lửa ngon lành, lô số 13. 2 cây 2 triệu, Kawasaki TD33 anh em, đồng 37 ly. Lô số 14 là hai con Echo. Echo này là Echo đời mới anh em. 260 đồng 34 ly. Rồi hai cây là 2,4 triệu, 1 triệu 2 cây. Ra bóp hệ luôn anh em, ra bóp hệ luôn ha. Tem mát thì nó để là xin đi qua anh em. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ luôn ha. Bao đầy đủ. Lô số 14, 2 cây, 2,4 triệu, 1 triệu 2 một cây. Lô số 15 là hai con xin đi qua sót anh em, 250 ha. Rồi hai cây 2 triệu anh em, 1 triệu một cây, xin đi qua sót 250. Tay lái của nó là một tròn một dài luôn ha. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ anh em. Lô số 15, 2 cây 2 triệu, xin đi qua sót 250. Rồi xin đi qua sót 250 anh em, 2 cây 2 triệu. Rồi xin đi qua Echo đời mới anh em. Tem mát để xin đi qua ha. Rồi 2 cây 1 triệu 2. Kawasaki TD33 2 cây 2 triệu. Austin 26 anh em, đồng 34 ly. Rồi giá xả 800 ngàn cây. Makita 23. Rồi 2 cây 1,4 triệu, 700 ngàn cây anh em. Komatsu 26cc đồng 34 ly, hàng Trung Quốc xuất Nhật, 650 ngàn cây. Còn đây là Gubin anh em, Gubin NB262 ha, 800 ngàn một cây anh em, nồng 34 ly. Rồi lô số 16. Lô số 16 là Sindewa S26 anh em, nồng 34 ly ha. Rồi Sindewa S26 thì bán giá xả giá rẻ cho anh em là 1 triệu 3 một cây anh em. Sindewa S26 ha, nồng 34 ly. Tay lái của lô này là tay lái dài luôn anh em, tay lái dài luôn ha. Đầu bò chén kẹp dao thì bao đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 216 anh em, 3 cây. 3 triệu 9, 1 triệu 3 1 cây. Lô số 17 là TLE anh em, TLE màu vàng ha. Một con là 24cc, một con là 27cc anh em. Rồi hai cây là 2 triệu 1, 1 triệu 50 ngàn cây. Tay lái của nó là tay lái dài luôn ha. Đầu bò chén kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ. Hơi lửa ngon lành nha anh em. Lô số 17, 2 cây, 2 triệu 1. Lô số 18 là hai con Magu anh em. Magu này là Magu 26cc, nồng 34 ly. Magu 26 sát lớn anh em. Sát lớn ha. Rồi, 1 triệu 2 cây, 2 cây là 2,4 triệu. Tay lái là một tròn một dài. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ anh em, bao đầy đủ luôn ha. Lô số 18, 2 cây 2,4 triệu, 1 triệu 2 cây. Magu 26 sát lớn. Lô số 19. Lô số 19 là hai con Makita. Makita này là Makita 26cc anh em, nồng 34 ly ha. Chế của nó là xài chế ga ngang. Chế ga ngang anh em. Rồi tay lái là tay lái dài luôn ha. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ. Rồi lô số 19 là 2 cây là 1,9 triệu, 950 ngàn cây. 950 ngàn cây anh em, Makita 26 nồng 34 ly. Lô số 20 là Echo Kiwis 262. 262 anh em, nồng 34 ly ha, cái dòng này nồng 34 ly. Rồi ra bóp hệ luôn anh em, ra bóp hệ luôn ha. Lô này thì 1 triệu 2 ngàn cây, 2 cây là 2,4 triệu anh em. Nó xài chế là chế ga ngang vú ngang ha, mặt giật của nó là mặt giật trợ lực luôn anh em. Tay lái là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ anh em. Thiếu cái đầu bò thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 20, 2 cây là 2,4 triệu anh em, 1 triệu 2 một cây. Echo Kiwis 262 nồng 34 ly. Rồi bao cho anh em đầy đủ đồ, nắp xăng, nắp bùa thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha. 1 triệu 2 một cây anh em. 2 cây là 2,4 triệu. Makita 26 nồng 34 ly ha, 950 ngàn cây. Rồi Magu 26 sát lớn anh em. Magu 26 sát lớn, mặt giật trợ lực luôn ha. Rồi hai cây này là 1 triệu 2 ngàn cây anh em, 2 cây là 2,4 triệu. Giveaway màu vàng 1 triệu 50 ngàn cây. Nồng 3 nồng của
nó là lồng 32 với lồng 34 ly anh em, một con 24, một con 27 ha. Rồi ếch trên 26 anh em. Ủa này là xin đi qua 26 chứ. Ếch 26, lồng 34 ly 1 triệu 3 cây. Rồi lô số 21. Lô số 21 là Mitsu TL20 anh em, Mitsu TL20 ha. Rồi lô này là 3 cây. Mitsu TL20 3 cây anh em. Lô này thì 2 cây tôm gời, 1 cây tôm liền. 3 cây 2.250, 750 ngàn cây Mitsu TL20 ha. Tay lái của lô này là 2 cái tay lái tròn nha anh em. Coi 2 cái tay lái dài, 1 cái tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp dao thì bao đầy đủ luôn nha anh em. Hơi lửa ngon lành ha. Lô số 21, 3 cây 2.250. Rồi lô số 22 là lô này là Magu anh em, Magu 20 ha. Lô này thì phải nói là bao đẹp anh em, cực kỳ đẹp luôn. Xanh đỏ vàng tím. Rồi 3 cây 2.1, 700 ngàn cây. 700 ngàn cây anh em. Magu 20 ha. Tay lái của nó là tay lái dài luôn anh em, tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ ha, hơi lửa ngon lành. Lô số 22, 3 cây 2.1, 700 ngàn cây. Quá đẹp, quá VIP luôn anh em. Rồi lô số 23 là lô Gobin Boogie đứng. Gobin Boogie đứng anh em, nó xài chế là chế ga ngang ha, quanh bờ gồ. Cái lô cái dòng máy này chạy cực kỳ bốc luôn anh em, chạy cực kỳ bốc ha. Tay lái là tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp dao thì lúc nào em bao đầy đủ anh em, hơi lửa thì bao đầy ngon lành ha. Rồi Gobin Boogie đứng 550 ngàn cây, 3 cây là 1.650 anh em, 1.650 ha, 550 ngàn cây, 3 cây. Lô số 23. Rồi lô số 24 là lô này là lô Austin anh em. Austin này là Austin 26cc ha, lồng 34 ly, chế của nó là xài chế ga ngang luôn nha anh em, chế ga ngang quanh bờ gồ. Rồi tay lái của nó là tay lái dài ha, tay lái dài. Đầu bò chén kẹp dao thì bao đầy đủ luôn nha anh em, bao đầy đủ ha. Lô số 24, 3 cây là 3.150 anh em, 1.050.000 một cây. Austin 26cc lồng 34 ly, lô số 24. Rồi lô số 25 nha anh em. Lô số 25 là cơm Mitsu 22. Rồi cơm Mitsu 22 anh em, lô này thì xả hàng tiếp ha, xả hàng giá rẻ anh em. 750 ngàn cây ha, 4 cây là 3 triệu anh em. Tay lái là 1 2 3, 3 cái tay lái tròn, 1 cái tay lái dài. Cơm Mitsu 2002 ha. Đầu bò chén kẹp dao thì lúc nào cũng bao đầy đủ anh em, hơi lửa ngon lành cho anh em luôn. Nó xài chế là chế ga ngang quanh gồ hết nha anh em. Cơm Mitsu 2002. Lô này 4 cây 3 triệu, 750 ngàn cây. Lô số 26 là lô này là lô Magu anh em. Magu 23 ha, Magu 23 mặt giật trợ lực luôn anh em. Tay lái của nó là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ ha. Lô số 26. 3 cây 2.550, 850 ngàn cây. Rồi lô số 27 là Magu 23 sắc lớn anh em. Magu 23 sắc lớn ha. Lô này cũng 850 ngàn cây luôn. 3 cây là 2.550 ha. Magu 23 sắc lớn. Rồi, tay lái tròn nha anh em, tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn ha. Lô số 27, 3 cây 2.550. Lô số 28 là Gilby Zenoth nha anh em, cái dòng này là dòng Zenoth ha. Zenoth, dòng này là 3 cây 2 triệu anh em. 28cc. Ủa 23cc chứ lô 28. Tay lái là 2 cái tay lái dài, 1 tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ anh em, bao đầy đủ luôn ha. Lô số 28, Zenoth 23, 3 cây 2 triệu. 3 cây 2 triệu anh em, chưa tới 700 ngàn một cây ha. Lô số 29 là lô Singu anh em. Singu này là Singu 23, 26 ha. Singu này thì một con 23 và hai con là 26 anh em. Chế của nó là xài chế ga ngang hết ha. Nòng 32, 34 ly. Tay lái của nó là tay lái dài luôn anh em. Tem mát thì bao đẹp luôn, đầu bò chén kẹp thì đầy đủ. Lô số 29, 3 cây là 2.250 ha, 750 ngàn cây. Hai con nòng 34 anh em, một con nòng 32. Singu 26, 23. Rồi mặt giật của nó là mặt giật trợ lực luôn anh em, mặt giật trợ lực luôn ha. Isaki Zenoth nè, 23cc nè, 3 cây 2 triệu. Magu 23 sắc lớn anh em, 850 ngàn cây. Magu 23 nè, mặt giật trợ lực luôn, bao đẹp luôn anh em. Rồi 850 ngàn cây. Cơm Mitsu 22, 750 ngàn ha. Rồi lô số 30 anh em. Lô số 30 là lô này là Magu. Magu này là Magu 20 tôm gời anh em. Magu 20 tôm gời luôn ha. Thì cái đầu máy tôm gời anh em mình tháo đầu máy mình bán đấu xịt thuốc rồi nha anh em. Tay lái của lô này thì em sẽ lắp cho anh em tay lái dài hết ha, tay lái dài. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ anh em. Lô số 30. 3 cây 2.1, 700 ngàn một cây.
Rồi lô số 31 là lô Tanaka Hitachi anh em. Lô này bao đẹp, bao VIP luôn anh em. Cực kỳ đẹp luôn ha. Tanaka Hitachi. Rồi tay lái là tay lái ga búp hệ hết nha anh em, ga búp hệ luôn nè. Rồi giá rẻ cho anh em 550 ngàn cây anh em, 6 cây 3 triệu 3 ha. Hitachi. Hitachi ha. Rồi lô này quá đẹp luôn luôn anh em, xanh mướt luôn nè. Ga bóp là ga búp hệ luôn nha anh em. Ga búp hệ luôn ha. Đây ga búp hệ. 1 2 3 4 5 6 luôn nha anh em. Lô này 6 cây là đều 6 cái ga búp hệ luôn nha anh em nha anh em. Nội cái bộ ga búp hệ này không là thấy nguyên một bộ tay lái ga búp hệ là thấy 150 ngàn cây rồi. 150 ngàn cây anh em. Cái đầu bò thì thấy 150 là ra 300 ngàn rồi. Nguyên cây máy luôn chỉ bán có 550 ngàn. Quá đẹp, quá VIP luôn anh em lô này. Rồi lô số 31 anh em. 6 cây, 3 triệu 3. Hitachi Tanaka chữ A anh em. Lô số 31. Rồi lô số 32 là Echo trắng nha. Echo trắng. Echo trắng thì nó là nòng 32 ly anh em. Chế của nó là xài chế ra ngang quanh bờ gồ luôn ha. Rồi lô số 32, 4 cây 2 triệu 6, 650 ngàn cây. Ê chu trắng anh em, nòng 32 ly. Tay lái của lô này là tay lái dài hết luôn ha, tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp dao thì bao đầy đủ luôn anh em, bao đầy đủ ha. Lô số 32 anh em, 4 cây ê chu trắng, 650 ngàn cây. Đây 4 cây anh em, 650 ngàn cây ha. Còn lô này thì 550 ngàn anh em, 550 ngàn. Lô này thì quá VIP anh em. 24 là 24 24 27 27. Lô này thì 4 con 24 anh em, 2 con 27 ha, nòng 32 33 ly không anh em. 550 ngàn cây, quá đẹp quá VIP luôn. Rồi, anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.